xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Ngày hôm nay thì em sẽ ngồi đây nói chuyện với anh chị một chút, sau đó thì em sẽ ra báo giá tất cả những đầu xe bên em đang có cho anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Đúng rồi, đúng sao cho bạn thời gian nếu không có cái điện thoại gỡ gỡ được chị đang cầm hay ở giống. Hello bà chủ. Vâng, em cảm ơn anh Giang Nguyễn Tân Dương. Em chào anh Minh Thuận. Hôm nay thì em sẽ ngồi trong văn phòng nói chuyện với anh chị một chút, sau đó thì em sẽ ra ngoài báo giá tất cả những đầu xe bên em đang có cho anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì cho em xuất xin một nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai và các trang hội nhóm, cũng như là anh chị hãy thả tim thả like và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem. Tối ngày hôm qua thì em về được một chiếc xe Matic. Em về được một chiếc xe Matic rất là đẹp luôn, sản xuất năm 2007. Về đến bãi xe thì vừa mới rửa qua cái nước nã thôi thì đã chốt trên livestream rồi. Đấy. Thì những cái dòng xe cỏ thì bên em có rất là nhiều cho anh chị mình tránh mưa tránh nắng. Và sáng hôm nay thì có một anh trai ở Sóc Sơn, ở tận Sóc Sơn anh chị nhé, xuống đây mua một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2008. Và em công khai giá luôn là chiếc xe đấy em bán có 72 triệu luôn. Đấy, 72 triệu. Xe rất là cứng cáp và anh chị đấy tự đánh xe về. Anh chị hãy thả tim thả like cho em nào. Và em sẽ cầm cái gậy này đi để em lấy tiếp một cái điện thoại nữa để em đọc bình luận tất cả anh chị lên mình. Và bình luận cho em những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live nhé anh chị nhé. Em đi lấy một cái điện thoại nữa để em đọc bình luận của anh chị. Đấy, em đang gọi lấy một người trai vào đây. Một cái điện thoại thì không thể đọc được nên là em sẽ lấy tiếp một cái điện thoại khác. Em chưa. Em đang trong phòng. Đây em đây. Và bây giờ thì em sẽ báo giá tất cả những cái đầu xe bên em đang có cho anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì giúp đỡ em xuất xin một nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Ở chế độ công khai và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Đầu tháng chúc bà chủ xuất nhiều xe. Vâng, em cảm ơn anh. Anh chị hãy chia sẻ cho em về chế độ công khai ở trang cá nhân. Và anh chị hãy thả tim, thả like cũng như là bình luận những chiếc xe bên em đang có cho anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Và địa chỉ giao dịch bên em thì tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Đấy, trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Và em sẽ có một số online, một số Zalo duy nhất 0326824899 anh chị nhé. Đấy. Và anh chị mình mà mua xe ở xa thì bên em sẽ vận chuyển bằng xe lồng cho anh chị mình. Em sẽ vận chuyển bằng xe lồng cho tất cả anh chị mình luôn. Và anh chị cứ yên tâm, anh chị chỉ cần cọc xe thôi, sau đó thì em sẽ gọi xe lồng vận chuyển vào tận nơi cho anh chị. Và anh chị sẽ thanh toán nốt. Đấy là quy định anh chị nhé. Em xin phép được mặc áo chống nắng. Hôm nay thì gió rất là to, đầu tóc thì nó hơi bị mù xù. Anh chị hãy thả tim thả like mạnh mẽ cho em nào. Và hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong đây. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem. Đấy, em sẽ quay trực tiếp cho anh chị xem luôn nha anh chị nhé. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang sau. Em sẽ chuyển sang sau để báo giá tất cả những đầu xe bên em đang có cho anh chị. Em sẽ chuyển sang sau ạ.
xe đầu tiên em xin được gửi tới anh chị mình là một chiếc xe Lacetti CDX được sản xuất năm 2010, lăn bánh lần đầu năm 2011. Xe được trang bị động cơ là 1.8 hộp số tự động. Đấy, động cơ 1.8 là một cái động cơ và cái bản nó rất là hiếm. Đấy, nó rất là hiếm anh chị nhá. Đấy, động cơ 1.8 hộp số tự động. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Và chiếc xe này thì có gì? Có. Em sẽ mở nội thất bên trong, em quay cho anh chị xem luôn. Trước khi vào nội thất thì anh chị nhìn giúp em này. Đấy, quản na răng đúc xanh ABS chống vỡ cứng rồi. Và gầm bệ chắc chắn không mục ngoặt. Đấy, sáng bóng cho anh chị luôn. Nội thất bên trong thì zin theo xe anh chị nhá. Zin theo xe. Xe có cửa lóc cửa trời, có cửa lóc cửa trời. Tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay được tích hợp trên vô lăng. Và đầu đài củ số thì nguyên bản theo xe. Xe có đề lỗ thông minh sở tốt rồi anh chị nhá. Điều hòa mát lạnh luôn. Và táp ly của xe thì khá là sạch sẽ rồi. Tay nắm cửa bên trong còn rất là sáng bóng, không có dấu hiệu bị xước sát gì cả. Loa thì rất là to rồi. Em đang bán chiếc xe này là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng thì ngày hôm nay em để cho anh chị còn 250 triệu. 255 thì còn 250 này. Đấy, 255 còn 250. Anh chị nào mà đang quan tâm dòng sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc live stream thì em sẽ liên hệ với lại anh chị mình và có những hình ảnh cũng như là video chi tiết của chiếc xe rồi anh chị nhé. 140 khách hàng đang tham gia live stream của em rồi. Mỗi anh chị nhà mình vào tham gia live stream giúp đỡ em xuất sim nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Đấy, đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2009. Xe nhập nguyên chiếc và động cơ là 1.0 hộp số tự động. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi và bên em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 235 triệu đồng. Em chào anh Hoa Lở và Đêm. Từ hôm mà anh Hoa Lở và Đêm anh mua được một chiếc xe Innova của em về thì là anh ấy tịt tham gia livestream cùng với em luôn. Đấy, hôm nay mới thấy anh xuất hiện trên livestream. À, anh có biển số xe rồi thì anh đánh xe xuống đây chơi với em. Đấy, xuống đây để biết bãi xe em này. Siêu thị ô tô Bình Minh tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Anh người đẹp nhé. À, vâng, anh thì đẹp rồi. Đấy, anh đẹp nhất nhất Phú Thọ luôn. Đấy, em cho anh nhất Phú Thọ luôn. Và đây là một chiếc xe Kia Morning hộp số tự động xe nhập anh chị nhé. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Và anh chị nhìn là đèn pha là đèn hạt xoài rồi. 4 lốp mới, có la răng đúc dạng hoa, phanh ABS chống vỡ cứng, xin nhan thích hợp trên gương. Và nội thất bên trong thì em sẽ quay nội thất bên trong cho anh chị xem. Khóa cửa rồi. Đấy, xe để ở ngoài khóa cửa rồi. Chiếc xe này em xuất đang chào bán là 235 triệu. 235 thì ngày hôm nay em để cho anh chị quần 230. 235 thì quần 230. Đấy, biển số 30. Biển số 30. Xe này thì rất là phù hợp đúng không? Ví dụ như là chị em phụ nữ như bọn em thì người thì nó cũng gọi là cao ở mức độ gọi là bình thường. Thì đi những cái dòng xe như thế này, đi những cái dòng xe như thế này thì là chúng ta sẽ được cái gì ạ? Lượn lách thoải mái đúng không? Form dáng nhỏ gọn, lượn lách thoải mái luôn. Em đang bán chiếc xe này là 235 triệu. 235 thì còn 230. 235 thì còn 230. Em chào anh. Và kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti SE được sản xuất năm 2009. Xe nhập nguyên chiếc và em đang bán chiếc xe này là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng anh chị nhé. 210 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 205. 210 thì còn 205. Mỗi anh chị như mình vào tham gia livestream giúp đỡ em xuất sim một nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live. Em sẽ quay trực tiếp tất cả những chiếc xe đó cho anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Chào chị gái xinh đẹp. Chào em gái anh Loan nhé. Một chiếc xe Lacetti CDX đời 2010, lăn bánh lần đầu năm 2011. Em đang bán chiếc xe này là 255 triệu. 255 triệu. Đấy. Thì hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 250 triệu. 255 thì còn 240. Có con nào tầm 200 triệu màu đen số sàn không chị? À, em có xe số sàn màu đen tầm 200 triệu. Anh có thể tham khảo dòng sản phẩm Lacetti SE được sản xuất năm 2009 anh nhá. 2009. Đấy, 2009. Xe nhập và form dáng sedan 2 đầu. Xe rất là đẹp rồi.
Và hiện tại bãi thì đang rất là chật. Bãi đang rất là chật nên là em cũng chưa biết là cái xe đó đang nằm ở vị trí nào. Anh hãy tham gia cùng em. Lát nữa thì đến vị trí đấy em sẽ quay chi tiết cho anh Giai Lệ Hoa xem nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2016. Xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.4 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 415 triệu. 415 thì hôm nay còn 405. 415 thì còn 405 anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe CRX đời 2010. Xe nhập nguyên chiếc, em đang chào bán chiếc xe này là 259 triệu. 259 triệu đồng. Đấy, 259 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 250 triệu. 259 thì còn 250. 150 khách hàng đang tham gia livestream của em rồi. Mỗi anh chị nhà mình vào tham gia livestream thì giúp đỡ em suốt xin một nút chia sẻ về trang cá nhân. Và anh chị thả tim thả like mạnh mẽ cho em nào. Thả tim thả like mạnh mẽ cho em để cho em hôm nay đạt được 200 khách hàng cho nó máu lửa nào anh chị nào. Anh chị chia sẻ giúp đỡ em và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em quay chi tiết và trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Đấy, địa chỉ giao dịch thì rất là rõ ràng rồi. Tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương anh chị nhé. Anh chị nào mà đang cần tìm dòng sản phẩm về chạy dịch vụ, em có sẵn ngay một chiếc xe Innova đời 2008, máy số vẫn zin. Đấy, 2008 mà máy số vẫn zin, thế mới lạ chứ đúng không ạ? Đấy, máy số vẫn zin. Vì sao? Vì bác chủ bác đi bác rất gìn giữ. Rất là gìn giữ. Xe này em mua của thầy giáo nhá, em mua của thầy giáo luôn. Em đang bán là 260 triệu. Đấy, em đang bán một chiếc xe Innova đời 2008, máy số zin. Em đang bán là 260 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 250 triệu, bao giữ hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Đấy, bao giữ hồ sơ hỗ trợ vận chuyển cho anh chị luôn. Và anh chị nào mà đang cần tìm Morning màu đỏ thì em có ngay Morning màu đỏ đời 2011, lắp ráp Việt Nam, số sàn. Em đang bán chiếc xe này với giá là 145 triệu. Một chiếc xe Kia Morning. Xe này thì em chia sẻ luôn là có dịch vụ rồi. Đấy, có dịch vụ luôn anh chị nhé. Em chia sẻ luôn là có dịch vụ. Đèn gầm, đèn pha siêu sáng đây rồi. Đăng kiểm thì miên man đến tận tháng 3 năm 2023 anh chị nhé. Và đây là một chiếc xe Matiz. Em về phát là bán ngay này. Đấy, 29A911.88. Một chiếc xe Matiz. Chiếc xe này đời 2007. Em đang chào bán là 65 triệu đồng. Đấy, em đang chào bán là 65 triệu rồi. Chiếc xe này khóa cửa rồi, không quay bên trong cho anh chị xem được. Nhưng mà em có cọc rồi. Em có cọc rồi anh chị nhé. Có cọc rồi thì sẽ dừng giao dịch. Có cọc là dừng giao dịch cho anh chị luôn. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Matiz được sản xuất năm 2006. Chiếc xe này em cũng đang chào bán là 63 triệu đồng. 63 triệu đồng. Đấy, máy êm, số ngoặt, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn không mục ngoặt cho anh chị như mình. Anh chị mình chia sẻ cho em nào và bình luận mạnh mẽ xem nào anh chị ơi. Bình luận mạnh mẽ cho em nào. Và kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009, lắp ráp Việt Nam, động cơ 0.8 hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 90 triệu đồng. 90 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, 90 triệu đồng. Một chiếc xe Spark rất là chắc chắn luôn. Quá chắc chắn. Đấy. Máy êm, số ngoặt, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn là anh chị mình mua rồi. Với những dòng sản phẩm tránh mưa, tránh nắng và bổ túc tay lái như này thì quá là ok đúng không? 90 triệu. Đấy, 90 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 85 triệu đồng. 90 thì còn 85. 145 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị vào tham gia livestream thì cho em xuất xin một nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai giúp em nào. Và thả tim thả like cho em. Một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2008. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số sàn. Chiếc xe này em đang chào bán là 212 triệu đồng. 212 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 200 triệu. Đấy, 212. Ngày hôm nay em để cho anh chị là 200. Đấy, 200 là quá là ok rồi. Gầm cao máy thoáng 7 chỗ ngồi. Đấy, gầm cao máy thoáng 7 chỗ ngồi luôn. Nội thất thì rất là đẹp rồi. Nội thất rất là đẹp anh chị nhé. Gầm vệ sáng bóng luôn. Và kế cận em đây là một chiếc xe Matiz bản SE được sản xuất năm 2005, lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 0.8 hộp số sàn. Chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 58 triệu đồng. 58 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn giá là 54 triệu. 58 thì còn 54. Đấy, 58 thì còn 54.
Và kế cận em đây là một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2013. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.0 hộp số sàn. Chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 365 triệu đồng. 365 thì ngày hôm nay còn 360. 365 còn 360. 360 thì bao gồm phí rút hồ sơ, bao gồm hỗ trợ vận chuyển. Và anh chị nào mà đang muốn tìm bán tải thì em có ngay một chiếc Mazda BT50 màu trắng ngọc trinh. Đấy, màu trắng ngọc trinh, gầm cao máy thoáng, gầm cao máy thoáng, biển số 34, quê hương của Hải Dương anh chị nhé. Chiếc xe này thì được sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu năm 2016. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 470 triệu đồng. 470 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 460 triệu đồng. 470 thì còn 460. Và kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2008, xe lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 0.8 hộp số sàn. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 78 triệu. 78 triệu thì ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 70 triệu. 78 còn 70 luôn. Một chiếc xe Kia Morning đời 2011 lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 1.0 hộp số sàn. Em đang chào bán là 140 triệu đồng. 140 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là 130 triệu. 140 còn 130. Chiếc xe Hyundai Grand i10 này em đã tháo biển và rút hồ sơ rồi. Đấy, rút hồ sơ có chủ rồi anh chị nhé. Một chiếc xe Kia Morning này, Kia Morning này có cọc rồi, cọc 50 triệu rồi anh chị nhé. Đấy, cọc 50 triệu rồi. Đây cũng là cái cọc. Cọc thì xe của anh chị vẫn ở đây chứ bọn em cũng không đi đâu mất cả. Nên là anh chị cứ yên tâm. Tiền thì các anh chị không cầm thì là gửi bọn em cũng thế thôi. Không ai lấy của ai cả. Đấy, không ai lấy của ai cả. Làm việc xuất phát từ cái tâm. Đấy, làm việc xuất phát từ tâm anh chị ạ. Nên là anh chị cứ yên tâm. Và kế cận em đây là một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2010, lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số tự động. Chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 290 triệu. 298 thì còn 290. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2008, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.4 hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 258 triệu đồng. 258 triệu đồng thì ngày hôm nay còn 248 triệu. 258 còn 248. Anh chị mình vào chia sẻ giúp đỡ em và bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kế cận em đây là một chiếc xe Genta này. Đấy, một chiếc xe Genta. Xe này rất là đẹp. Đấy. Điều hòa mát lạnh luôn, máy số thì chất rồi. Đấy, bắt đầu rửa xe cho các bác thử. Đây, các bác muốn mua xe đây. Đấy, đang xem xe Genta đây rồi. Rửa xe cho các bác luôn. Và tí nữa thì chắc chắn là sẽ giao dịch thành công thôi. Chắc chắn là giao dịch thành công thôi vì xe đẹp mà. Bên cạnh em đây là một chiếc xe Sedan đời 2010. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 255 triệu. 255 triệu anh chị nhé. Nội thất bên trong thì rất là hầm hố luôn. Nội thất bên trong của chiếc xe này rất là hầm hố. Quá cao hành trình rồi. Vô lăng va chấu, tăng giảm âm lượng thì được thích hợp trên vô lăng. Túi khí an toàn đầy đủ luôn anh chị nhé. Đấy, xe quá cửa lóc cửa trời. Nội thất bên trong nói chung là bác chủ rất là chất chơi. Rất là chất chơi. Đấy, rất là chất chơi. Em đang chào bán chiếc xe này là 255 triệu. 255 triệu. Các đi khá là sạch sẽ rồi. Khá là sạch sẽ luôn. 255. Ngày hôm nay em để cho anh chị là 245. 255 thì còn 245. Đấy. Xe rất là đẹp anh chị nhá. Anh chị hãy chia sẻ cho em đi. Chia sẻ mạnh tay cho em nào. Một chiếc xe Hyundai Sonata. Hôm nào ở bác nào hỏi em thì em có đây. Hyundai Sonata. Một chiếc xe rất là đẹp. Màu trắng ngọc trinh. Được sản xuất năm 2010. Em đang chào bán chiếc xe này là 405 triệu. 405 triệu đồng. Một chiếc xe Hyundai Sonata màu trắng, xe nhập anh chị nhé. Biển thủ đô, quá là đẹp rồi đúng không? Đèn pha là đèn bi cầu rồi. Bốn lốp thì vẫn còn dâu. Đấy, bốn lốp thì vẫn còn dâu. La răng đúc, phanh ABS chống búa cứng. Xi nhan thích hợp trên gương và nội thất thì rất là tươi. Em đang bán chỉ có là 405 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 395 triệu đồng. 395 triệu đồng. 395 triệu đồng anh chị nhé. Đấy. Và bên cạnh em đây, bên cạnh em đây là một chiếc xe. Một chiếc xe Lacetti CDX đời 2010 màu trắng ngọc trinh. Em đang bán là 259 triệu. 259 triệu đồng. 259 triệu đồng anh chị nhé. Đấy,
xe rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Xe này thì bốn lốp thì còn rất là chắc chắn luôn này. Đấy, la răng đúc, phanh ABS chống quá cứng rồi. Gương kính chỉnh điện và xi nhan thích hợp trên hông. 259 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 248 triệu. 259 còn 248. Đấy, có cam lùi đầy đủ rồi. Cảm biến lùi đầy đủ cho anh chị luôn. Quá là ok đúng không ạ? Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc. Và động cơ là 1.6 hộp số tự động. Em đang chào bán là 292 triệu đồng. 292 triệu đồng. Đấy, 292 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 282 triệu đồng. 292 thì còn 282 anh chị nhé. Đấy. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2010, em đang bán là 275 triệu. 275 triệu đồng. Ngày hôm nay em để còn 265. 275 thì còn 265. Đấy, xe rất là chắc chắn đúng không? Rất là chắc chắn. Đây, đây, khách đến xem xe đây. Anh chị nhìn thấy chưa? Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2015, form mới anh chị nhé. Máy số keo chỉ zin, zin clutch giàn quạt. Đấy. Và đèn gầm, đèn pha siêu sáng rồi. Bốn lốp thì rất là chắc chắn. La răng đúc, phanh ABS chống búa cứng. Xe có cửa lóc cửa trời. Có cửa lóc cửa trời. Em đang chào bán chiếc xe này với giá là 376 triệu đồng. 376 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 370 triệu, bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho anh chị luôn. Xe rất đẹp. Đấy, nói chung là để đây thì là anh em không đánh ra rửa nên là cũng có hơi bụi. Hơi bụi nhưng mà không sao, đúng không ạ? À, có cam hành trình, cam lùi, cam 360 độ xung quanh xe rồi. Chiếc xe là Cruze này thì độ lên đến 40 triệu tiền đồ chơi anh chị nhé. Đấy, anh chị mua về sẵn đi. Đấy, sẵn đi rồi anh chị ạ. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Soluto đời 2020. Xe hộp số tự động, em đang chào bán là 425 triệu đồng. 425 triệu đồng. Đấy, 425 triệu đồng anh chị nhé. Xe rất là đẹp luôn. Anh chị mình vào tham gia anh chị thì chia sẻ cho tôi xin một nhát về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài like. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho toàn thể anh chị mình cùng xem. Đấy, em xin được cảm ơn tất cả anh chị mình đã bớt chút thời gian vào tham gia live stream cùng với em anh chị nhé. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Innova bản G đời 2009. Xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 2.0 hộp số sàn. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi và em đang chào bán là 260 triệu đồng. Đấy, 260 triệu đồng. Thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 250 triệu. 260 thì còn 250. Xe đẹp chốt luôn. Ok, em cảm ơn bác Vũ Hữu Thá. Và anh chị nhìn thấy một chiếc xe màu trắng Ngọc Trinh có đẹp không ạ? Đấy, anh chị nhìn thấy quả la răng của nó đã chất rồi. Bốn lốp thì còn rất là mới. Màu trắng Ngọc Trinh. Đăng kiểm thì miên man luôn. Đấy, đăng kiểm miên man. Đến tận tháng 6 năm 2023. Chiếc xe này là Toyota Yaris đời 2016. Xe nhập nguyên chiếc và em đang chào bán là 432 triệu. 432 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 425 triệu. 432 thì còn 425, được chưa? 432 thì còn 425. Đấy, anh em thì đang rửa xe, đang rửa xe nên là rất là ồn, rất là ồn. Em sẽ ra chỗ này em quay cho anh chị xem con tầm 200 triệu nhé. Một chiếc xe Lacetti SE được sản xuất năm 2009. Xe rất là đẹp luôn, có cảm biến lùi, cam lùi rồi. Màn hình có trầm luôn. Chiếc xe này thì em đang chào bán với mức giá là 210 triệu đồng. Ngày hôm nay em quyết định để cho anh chị với giá là 190 triệu đồng. Đấy, em đang bán là 210 triệu đồng. Riêng buổi trưa ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 190 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. 190 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Đấy, nội thất bên trong anh chị nhìn đây. Màn hình to phạc luôn này. Màn hình OLED cỡ lớn luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Và trần nỉ ghế da cao cấp. Trần nỉ ghế da cao cấp luôn. Táp ni táp nô khá là sạch sẽ rồi. Xe không dịch vụ taxi. Em đang bán chiếc xe này là 210 triệu đồng. Thì ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 190 triệu đồng. Anh chị đến đây lấy xe hộ em. 190 triệu đồng. Anh chị đến đây lấy xe hộ em này. Xe này thì hết đăng kiểm rồi. Em sẽ có trách nhiệm là đăng kiểm cho anh chị. Đấy. Hết đăng kiểm rồi. Em sẽ có trách nhiệm đăng kiểm cho anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning màu đỏ được sản xuất
xuất năm 2016 anh chị nhé, 2016. Và em đang chào bán chiếc xe này với giá là 205 triệu đồng. 205 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 200 triệu. Đấy, em sẽ để cho anh chị với giá là 200 triệu. 4 lốp mới, na răng đúc, phanh ABS chống vỡ cứng rồi. Nội thất bên trong đây, anh chị nhìn nội thất bên trong giúp em này. Nội thất bên trong thì trần nỉ, ghế da cao cấp luôn. Xe thì rất là sạch sẽ, có màn hình to rồi. Có màn hình to rồi anh chị nhé. Xe bản tiêu chuẩn, xe bản tiêu chuẩn. Em đang chào bán là 205 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 200. 205 thì còn 200. Địa chỉ giao dịch bên em thì tại mặt đường 62m, cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương anh chị nhé. Và em xuất thì sử dụng một số hotline cũng như một số Zalo duy nhất 0326 824 899 anh chị nhé. Đấy, 0326 824 899. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2011 lắp ráp tại Việt Nam và động cơ là 1.0 hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này là 145 triệu. 145 triệu đồng, xe có qua dịch vụ rồi anh chị nhé, có qua dịch vụ rồi, đăng kiểm liên van đến tận tháng 3 năm 2023. Với tầm tiền hơn trăm thì anh chị mình chỉ có thể là đi Kia Morning, đúng không ạ? Kia Morning hoặc là Hyundai Eon, đấy là nó giờ rơi tầm tiền hơn trăm. Nếu mà tầm 200 thì anh chị đi Lacetti SE và Vios đời 2009 số sàn. Đấy là anh chị nhà mình đi những dòng như thế. Còn vài chục triệu đồng thì anh chị nhà mình sẽ đi những dòng sản phẩm như là Spark này. Trước mặt em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2010 lắp ráp Việt Nam, động cơ 0.8 hộp số sàn. Em đang bán là 96 triệu đồng. 96 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 90 triệu. Anh chị đến đây lấy xe giúp em. 90 triệu, anh chị tự đến đây lấy xe giúp em. 137 khách hàng đang tham gia livestream của em rồi. Anh chị mình vào tham gia livestream thì chia sẻ giúp đỡ em, chia sẻ giúp đỡ em về chế độ công khai. Và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong bài live cho em. Em quay trực tiếp tất cả những chiếc xe cho anh chị mình cùng xem. Một chiếc xe Captiva được sản xuất năm 2008, xe lắp ráp Việt Nam và động cơ là 2.4 hộp số sàn. Em đang bán là 212 triệu, ngày hôm nay còn 200. 212, ngày hôm nay còn 200. Và kế cận em đây là một chiếc xe Matiz bản SE được sản xuất năm 2005, lắp ráp Việt Nam và động cơ 0.8 hộp số sàn. Em đang chào bán là 58 triệu. 58 triệu thì còn 54 triệu. Đấy, hôm nay em để cho anh chị 54 triệu đồng. Đấy, hơn chiếc xe SH rất là nhiều đúng không? Nó đi được 5 người và mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Chiếc xe này thì bên em chưa dọn. Đấy, bọn em sẽ bố trí và dọn một ngày sớm nhất cho anh chị luôn. Màu đỏ trước mặt em, biển số 30F là một chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2009 và xe nhập nguyên chiếc. Em đang chào bán chiếc xe này với giá là 292 triệu. 292 triệu thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 280 triệu. Đấy, 280 triệu được chưa? Quá là ok đúng không? Quá là ok. Anh chị vào chia sẻ giúp đỡ em nào. Đấy, hôm nay anh chị nhà mình lại trầm. Sao em không điện tư vấn cho anh? Em nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời, anh Ngọc Tín ạ. Đấy, em nhắn tin nhưng lại không thấy anh ra trả lời. Không biết là anh đọc xong thì anh có phản hồi hay không. Thì lát nữa thì kết thúc livestream thì em sẽ gọi anh. Đấy, hôm nay thì em quyết định là em sẽ gọi anh. Vì là hôm qua thì em có nhắn tin cho anh Giai Ngọc Tín nhưng mà lại không thấy anh trả lời lại. Thì em sẽ quay lại cái mặt tiền của em cho tất cả anh chị mình cùng xem. Đấy, em sẽ quay lại cái mặt tiền của em để cho tất cả anh chị mình cùng xem. Em xuất bán xe thì có gương mặt như thế nào và có đủ độ uy tín, đủ độ tin cậy cho anh chị mình không. Thì em sẽ quay cái mặt tiền của em cho anh chị mình cùng xem nhé. Đây, em sẽ quay cái mặt tiền của em. Thì đây, thưa với tất cả anh chị mình, em là Nguyễn Xuân Ô Tô Hải Dương, có địa chỉ kinh doanh tại mặt đường 62m, cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Buổi sáng ngày hôm nay em bán một chiếc xe Spark cho một anh trai ở Sóc Sơn. Đấy, hôm qua em livestream thì là sau khi kết thúc livestream là anh trai có học. Sáng nay thì anh ấy xuống, anh ấy lấy xe rồi, hai vợ chồng cùng xuống. Và chiếc xe Spark này em bán chỉ có 72 triệu thôi. Đấy, 72 triệu mà còn ra lộc cho anh đấy một tờ là hết số. Đấy, và anh ấy bảo là sang năm thì anh ấy lên đời xe. Thì em bảo là sang năm anh lên đời xe, anh mang con xe này lại đến đây, em vẫn mua lại cho anh bình thường.
Đấy, thì là anh chị đi về rồi, anh chị đi về rồi anh chị ạ. Em quay con Vios màu bạc. Ok, anh em sẽ quay con Vios màu bạc. À, Dũng ơi, con Vios màu bạc đời 2009 ai đang đi nhỉ? Em hỏi anh chở hộ chị với. Thì là anh chị nhà mình cứ yên tâm, em bán xe thì em sẽ phải tả chuẩn, tả đúng để anh chị mình mua xe không bị lầm, không bị lầm. Và anh chị gửi cọc và tài khoản với em thì anh chị cứ yên tâm, em suốt đứng ở giữa cái máy bãi em đây, không bao giờ em nói sai một lời. Đấy, nên là anh chị cứ yên tâm, em sẽ làm việc chuẩn chỉ. Bởi vì là như em vẫn thường livestream với mọi người, vẫn thường livestream với anh chị và vẫn thường nói, đó là số tiền mà anh chị cọc cũng không đủ để em giàu, mà cũng không đủ để em ăn hết cả đời, nên là anh chị cứ yên tâm. Đấy, hôm qua thì em có bán xe một chiếc xe Cruise về dưới Ninh Giang, và hôm nay thì em đã gửi biển số cũng như là gửi lốt số tiền còn lại lên trên bãi em để em tiến hành rút hồ sơ cho em đấy. Ê, hôm qua thì bảo là thôi em không rút, nhưng mà hôm nay thì về thì lại bảo là thôi chị rút hồ sơ cho em. Ok, đấy, em vẫn sẵn sàng rút cho dù anh chị đi 1 tháng, 2 tháng hay là 5 năm mà bảo em rút hồ sơ, em vẫn tiến hành rút hồ sơ cho anh chị. Nên là anh chị cứ yên tâm. Anh Ngọc Tín cho em xin lại số điện thoại. Anh Ngọc Tín cho em xin số điện thoại. Lát nữa kết thúc livestream thì em sẽ gọi cho anh. Đấy, hôm nay thì em sẽ gọi cho anh bởi vì là em nhắn tin cho khách hàng nhưng mà không thấy khách hàng đọc nên là không biết là anh chị có thực sự là quan tâm không, nên là em cũng có sơ suất vấn đề đấy, thì anh cũng cho em, anh cũng thông cảm giúp em. Lát nữa thì em sẽ gọi lại cho anh hãy để lại số điện thoại cho em. Anh Phùng Trường bảo là em quay con Vios màu bạc. Ok, thì em sẽ xem con Vios màu bạc có ở bãi không, có ở bãi không, để em sẽ tiến hành quay chi tiết chiếc xe Vios màu bạc cho anh. Chiếc xe Vios màu bạc đấy thì máy số cũng còn zin đời 2009, đời thì có gọi là nếu mà sâu thì anh chị mình nói là sâu, nhưng mà với tầm tiền như thế mà anh chị mình đi những dòng sản phẩm gọi là nồi đồng cối đá, máy số cũng zin thì anh chị mình cũng mua bình thường, đúng không? Anh chị đi vài năm mà lên đời thì em suốt vẫn nhận lại, là bởi vì sao? Bởi vì là lúc đấy thì khấu hao của xe nó bị giảm đi, thì lại có những bác mà kinh tế bác chỉ phù hợp với lại những chiếc xe như thế thôi đấy, hay là những chiếc xe Matiz ấy, khấu hao của nó hết rồi đấy, nó vài chục triệu khấu hao của nó hết rồi, thì anh chị coi như là đi ví dụ là một năm nó có lỗ mất chục triệu, nó có lỗ mất chục triệu thì là cũng gọi là cái tiền gọi là anh chị thuê taxi thôi, nhưng mà anh chị chủ động được trong công việc, đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ chuyển cam sau để báo giá tiếp những đầu xe bên em đang có cho anh chị của mình. Em sẽ quay con Vios màu bạc cho anh Giai Phùng Trường xem. Đấy, anh Giai Phùng Trường thì cũng tham khảo những cái dòng sản phẩm, những dòng sản phẩm xe ô tô nhưng mà vẫn chưa tìm được đúng chân. Thì có rất là nhiều dòng sản phẩm cho anh chị của mình. Em sẽ quay cái chiếc xe Vios màu bạc đấy. Em sẽ hỏi thêm chiếc Vios màu bạc cái đâu rồi. Anh Trường ơi, con Vios màu bạc đâu rồi nhỉ? Chiếc xe Vios màu bạc đấy hiện tại không có ở nhà anh Giai Phùng Trường ạ. Đấy, chiếc xe Vios đấy hiện tại anh em đi công vụ rồi không có ở nhà. Anh hãy để lại số điện thoại cho em đi. Kết thúc livestream thì em sẽ kết nối với anh, gửi cho anh những hình ảnh chi tiết của chiếc xe. Anh Ngọc Tín thì là anh ấy bị bên Hải Phòng gọi là trạc mất của anh ấy 30 triệu nên là bây giờ anh ấy bảo em là sao em không điện tư vấn cho anh, thì không biết là anh có đang suy nghĩ là em cũng giống Hải Phòng không. Đấy, nhưng mà thưa với tất cả anh chị mình là một ngày em có quá nhiều cuộc gọi điện thoại và có quá là nhiều tin nhắn. Đấy, quá là nhiều nên là đôi khi là em cũng không nhớ hết được, nên là anh chị cũng thông cảm giúp đỡ em. Có thể là anh chị chủ động gọi cho em cũng được, không sao. Đấy, thì có gì thì anh chị cũng bỏ qua cho em nhé. Hôm nay thì em sẽ, nếu mà hôm nay mà tí nữa em tìm lại số ở cái page livestream ngày hôm qua mà không thấy thì em sẽ gọi điện bằng Facebook cho anh Ngọc Tín luôn. Một chiếc xe Vios màu bạc thì anh em lại đi công vụ rồi không có ở nhà, thì anh Phùng Trường để lại số điện thoại cho em. Chiếc xe Vios đấy thì máy số vẫn còn zin, máy số vẫn zin anh nhá, máy số vẫn zin luôn. Đây, chiếc xe Matiz này em xuất về chưa kịp lên sóng, cọc luôn này. Đây này, đấy, chiếc xe Matiz biển số 29A911.88 về chưa kịp lên sóng. Vâng, em cảm ơn anh Giai Ngọc Tín, lát nữa em sẽ gọi anh. Một chiếc xe Matiz này em xuất về chưa lên sóng, chưa có hình ảnh, chưa làm gì cả, mới rửa nước nã thôi, nhưng quá cọc rồi, cọc 5 triệu rồi anh chị nhé.
Innova, em có Innova. Một chiếc xe Innova đây, anh nhìn từ phía dưới lên hộ em này. Một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2008. Máy số vẫn zin như anh Thoáng Mơ Lê Văn này. Anh Thoáng Mơ Lê Văn, chúc em suốt ngày mới may mắn đắt hàng nhé. Em cảm ơn anh trai Trần Trường. Đấy, anh Trần Trường thì cố gắng gọi là thi một phát là đỗ bằng luôn. Đỗ bằng luôn thì là mang cái con Matiz đi sang đây cho em suốt, để lấy những cái xe đời cao hơn, phân khúc lớn hơn, hạng sang hơn nhé anh trai Trần Trường nhé. Và anh chị nào mà đang công tác ở Lam Định thì nếu mà có nhu cầu về điện ảnh, đấy, điện ảnh thì hãy kết nối luôn với anh trai Trần Trường. Đấy, anh trai Trần Trường là chuyên điện ảnh. Điện ảnh anh chị nhé. Con đấy bạn gì em? Con đấy bạn E xịn anh trai ạ. Anh Phùng Trường à. Con VX bản E xịn đời 2009, máy số vẫn còn zin anh Phùng Trường nhé. Anh cứ để lại số điện thoại cho em, kết nối Zalo, anh em mình sẽ có hình ảnh và những cam kết ở trên Zalo, nên là anh cứ yên tâm. Em xuất bán xe thì sẽ phải là đảm bảo cho anh chị. Đấy, đảm bảo cho anh chị về mặt chất lượng anh chị nhé. Một chiếc xe Innova đây, được sản xuất năm 2008. 2008, máy số vẫn còn zin, máy số vẫn còn zin. Và chiếc xe này là em xuất mua của một anh ấy làm thầy giáo nhá. Anh ấy làm thầy giáo, máy số vẫn còn zin. Và biển số mang biển số 30E312.01. Đèn gầm, đèn pha siêu sáng luôn. Và đèn nét rồi anh chị nhé. 4 nốt thì còn rất là mới này. Số sau chứ số trước sai rồi. Ok anh trai. Ok anh. 4 nốt thì vẫn còn mới này. La răng đúc phanh ABS chống vỡ cứng rồi. Em sẽ quay cái phần cua lốp cho anh chị xem. Anh chị nhìn thấy cái phần cua lốp chưa ạ? Nó rất là sáng bóng đúng không ạ? Rất là sáng bóng. Nếu mà anh chị mà mua chiếc xe này về, mua chiếc xe này về mà để chạy dịch vụ thì quá là ok rồi. Tầm tiền nó vừa phải, anh chị nhanh kiếm lại được thôi. Chứ còn nếu mà anh chị mua những chiếc xe tầm 4-500 mà về chạy dịch vụ. Đấy, về chạy dịch vụ nhá. Em nói này, mua Innova tầm 4-500 về chạy dịch vụ thì nó cũng nâu vực. Đấy, em chia sẻ luôn là nó cũng nâu vực. Mà chiếc xe này thì máy số nó vẫn còn zin, máy số vẫn còn zin. Và không hiểu là tại sao nó cứ khóa cửa vào. Đấy, em không quay nội thất bên trong cho các anh xem được. Em sẽ lấy chìa khóa của chiếc xe này, em sẽ mở ra và em quay nội thất bên trong cho các anh chị xem. Chìa khóa mang số 118. Đấy, chìa khóa mang số 118. Em sẽ quay chi tiết chiếc xe Innova đời 2008 cho anh chị mình xem. Chìa khóa 118 đây rồi, chìa khóa 118 đây rồi. Em sẽ quay bên trong cho anh chị mình cùng xem chiếc Innova đời 2008 này nhá. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Anh chị nào mà mua chiếc xe này thì được quá là ok rồi. Đấy, em sẽ quay bên trong cho anh chị xem nhá. Trần thì ốp trần 5D rồi, trần ốp trần 5D. Ghế da cao cấp vẫn còn nguyên bản theo xe, được chưa? Đầu đài củ số nguyên bản theo xe, số thì còn rất là sắc nét, chưa có dấu hiệu bóng mờ qua 5 tháng sử dụng. Và vô lăng, anh chị nhìn cái vô lăng thì anh chị biết này, vô lăng dạng đầu trâu và tích hợp túi khí an toàn đây rồi. Táp nô, táp ni của xe khá là sạch sẽ, không khoan đục anh chị nhé, không khoan đục. Và táp ni rất là sạch đây này, táp ni rất là sạch, tay nắm cửa bên trong vẫn còn rất là sáng bóng. Và chân ga, chân phanh cũng như chân côn anh chị nhìn giúp em, không có dấu hiệu mục mọt qua 5 tháng sử dụng đúng không ạ? Chiếc xe này em suốt đang chào bán là 260 triệu đồng. Và em quyết định là sẽ để bán cho anh chị với giá là 250 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho anh chị mình. Được chưa ạ? Một chiếc xe Innova gầm cao máy thoáng đăng ký 7 chỗ ngồi. Anh chị nào mà mua về chạy dịch vụ hoặc là nhà đông người, nhà đông người thì hãy mua những chiếc xe như thế này. Hãy mua những chiếc xe như thế này giúp em. Đấy, Innova đời 2008. Em chào anh Bùi Được. Đấy, em chào anh trai Bùi Được. 260 triệu đồng, còn 250 triệu, 260 thì còn 250, gầm cao máy thoáng anh chị nhé, gầm cao máy thoáng. Và em có một chiếc xe Kia K3 đời 2014 và chiếc xe đấy thì có cửa lóc của trời, bản chung em đang bán là 445 triệu, 445 thì còn 435. Và có một chiếc xe Hyundai Accent đời 2011, máy số keo chỉ zin luôn. Em đang bán là 345 triệu, màu đỏ. Anh chị nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm
tầm 300 nhô 300 thì hãy kết nối luôn với em. Em có Hyundai Accent cho anh chị. Một chiếc xe Kia Rio mang biển số 36A217.46. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 415 triệu. 415, xe nhập, số tự động, máy số zin. Anh Tháng Mơ Lê Văn bảo là cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn anh. Đấy, nếu mà anh quan tâm đến dòng sản phẩm Innova thì hãy để lại số điện thoại hoặc anh chủ động kết nối Zalo em 0326824899 mà em đã ghim dưới màn hình. Đấy. Còn nếu không thì anh hãy để lại số điện thoại cho em tự kết nối và tự tư vấn với các anh. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Tầm tiền đấy mà máy số nó như zin như thế kia thì nó quá là ok rồi, gầm cao máy thoáng. Thầy giáo bảo là bây giờ thầy giáo mà đi cái chiếc xe này mà đến trường công tác thì là nó hơi cồng kềnh, trừ trường hợp là nhà trường tổ chức đi du lịch thì nó rất là phù hợp. Nhưng mà bây giờ thì thôi, đấy, anh sẽ mua một chiếc xe con, mua một chiếc xe con, xe đập hộp thì anh ấy đã để lại lộc lá cho bọn em, anh chị nhé. Chứ không phải là tự dưng mà có một chiếc xe Innova đời 2008 mà máy vẫn zin đâu. Anh chị nào mà muốn mua máy zin Innova thì hãy kết nối luôn với em. Và em có một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2015 form dáng mới. Chiếc xe này độ lên đến 40 triệu đồ chơi rồi. Đèn gầm, đèn pha siêu sáng của toàn bộ là đèn bi cầu. Toàn bộ đèn bi cầu có cam hành trình, cam lùi đầy đủ, màn hình ok. Đấy, đúng không? Đấy, âm thanh sống động, âm thanh sống động. Bên trong xe thì rời tối mà đi xe mà bật đèn bật nhạc lên thì nó không khác gì vũ trường. Đấy, quá là ok. 376 triệu, có cửa lóc cửa trời. Hôm nay em để cho anh chị với giá là 370 triệu, bao gồm rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển luôn. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Kia Sorento đời 2020. Xe này số tự động và em đang bán là 425 triệu. 425 thì ngày hôm nay em để cho anh chị còn 420. 425 thì còn 420. Xe rất là đẹp luôn anh chị nhé. Xe rất là đẹp luôn. Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Toyota Yaris đời 2016, xe nhập. Em đang bán là 432 triệu. 432 thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị còn 425. 432 thì còn 425. Hyundai Accent đỏ đâu rồi anh? Xe thì là toàn xe đẹp anh em mang đi công vụ thôi. Đấy, cho nên là cả con Vios bản E xịn đời 2009 muốn quay cho các anh xem nhiều khi cũng không quay được. Nên là anh chị em mà mua xe thì khi em không quay được trực tiếp thì em sẽ có hình ảnh những video chi tiết cho anh chị em mình luôn. Anh chị cũng gọi là thông cảm giúp em khi mà hỏi xe trên đây mà nó lại không có thì anh chị thông cảm giúp em nhé. Và đây là một chiếc xe Kia K3 đời 2014, xe được lắp ráp tại Việt Nam, có động cơ 1.6 hộp số tự động. Em đang chào bán là 445 triệu, 445 thì còn 435, máy số zin, có cửa lóc cửa trời, có cửa lóc cửa trời, xin nhan trên gương rồi anh chị nhé. Bây giờ thì em sẽ quay cái cam trước để em đứng lại nói chuyện với anh chị nhà mình một chút. À đây, em có một chiếc xe Hyundai Grand i10 được sản xuất năm 2016 anh chị nhé, bản tiêu chuẩn. Và xe nhập, động cơ 1.2 số sàn. Xe này là có qua dịch vụ taxi. Em chia sẻ luôn là có qua dịch vụ taxi, nhưng mà máy số thì nó vẫn còn chất. Đấy, có qua dịch vụ taxi rồi. Em đang bán là 265 triệu. 265 triệu anh chị nhé. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Bây giờ thì em sẽ chuyển cam trước. Để em đứng lại và em nói chuyện trước khi mà em xuống live. Trước khi em xuống này thì em sẽ quay cam trước đứng nói chuyện với lại anh chị nhà mình một chút. Và anh chị nhà mình có rất là nhiều anh chị vào sau thì lại chưa biết mặt em, thì em sẽ chuyển cam trước em nói chuyện với lại anh chị nhà mình. Anh chị mình vào tham gia livestream thì cho em xuất sim một nút chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai, và anh chị hãy bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm, cũng như là chia sẻ giúp đôi em suốt một nhát về trang cá nhân ở chế độ công khai. Và anh chị nhớ ấn hình quả chuông, bật nút thông báo để cập nhật những buổi em báo giá, cũng như những hình ảnh, những video mà em suốt đăng tải hàng ngày, để không bị bỏ lỡ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm anh chị nhé. Đấy, có xe Hàn 5 chỗ không em?
của xe nhập hàng, của xe nhập hàng như là xe Lacetti CDX, Innova bản gì, Innova bản G, Innova bản G anh chị nhé, Innova bản G xịn luôn đấy, Innova bản G xịn luôn. Em sẽ đọc comment của anh chị. Innova bản G xịn anh Hà Hải nhá. Có xe Hàn 5 chỗ không em? Xe Hàn, xe nhập Hàn thì có rất là nhiều. Lacetti CDX đời 2010, lăn bánh lần đầu năm 2011, nhập Hàn nguyên chiếc. Em đang bán là 255 triệu. Nhập Hàn thì có rất là nhiều. Đấy, nhập Hàn thì có rất là nhiều chị nhá. Anh chị mà đang cần tìm những dòng sản phẩm nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream này em sẽ kết nối với anh chị nhà mình. Địa chỉ giao dịch bên em thì tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và trước bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Anh chị ở xa thì đến đây có chỗ ăn chỗ nghỉ cho anh chị nhà mình và có khu giải trí đó là đánh bia. 124 khách hàng đang tham gia livestream của em. Anh chị mình nhớ ấn hình quả chuông, bật nút thông báo để cập nhật những buổi em báo giá cũng như những hình ảnh, những video mà em xuất đăng tải hàng ngày đã không bị bỏ lỡ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm phù hợp với lại kinh tế cũng như là công việc của anh chị. Và anh chị ở xa, mua xe xa thì hãy cọc cho em và em sẽ vận chuyển bằng xe lồng cho anh chị. Hôm nay là mùng 1 tháng 11, mùng 2, mùng 3, sáng mùng 3 thì em xuất sẽ bàn giao một chiếc xe Vios bản E xịn đời 2017 cho anh Giai quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đấy, đúng 11 giờ thì xe có mặt tại nhà anh. Bây giờ thì em xin phép và chào gặp lại tất cả anh chị mình. Chúc cho tất cả anh chị mình có một buổi trưa thật vui vẻ và một buổi chiều làm việc đấy kết quả cao. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị mình. Hẹn gặp lại anh chị mình vào khung giờ phát sóng 11:30 các ngày trong tuần anh chị nhé. Thân ái chào tạm biệt anh chị mình.